Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình có dịp đi đền Cụ Chín các bạn nhé. Đây, đây là trước cổng của đền. Sau đây thì mình sẽ đi vào bên trong. Cổng rất là rộng, đền sòng. Bây giờ cũng là buổi chiều muộn rồi các bạn ơi, 6 giờ kém 20 rồi. Đây là lần đầu tiên mình vào đây mình tham quan cũng như là mình vào đây mình xin lọc. Sân rất là rộng. Đây, phía trong này thì nếu du khách xin lọc và thắp hương thì có thể để xe ngoài khu vực ngoài này các bạn nhé. Ngoài này có rất là nhiều hàng quán này bán đồ lễ. Sau đây thì mình sẽ vào phía trong các bạn nhé. Trời sắp tối rồi, mình sẽ cố gắng quay video. Đây là đền Thờ Cụ Chín này các bạn này. Ok, sau đây thì mình sẽ đi vào phía trong các bạn nhé. Đây, đây là điện này. Điện thờ Cụ Chín. Ok, sau đây thì mình sẽ đi vào phía trong các bạn nhé. Đây. Vào phía trong điện thờ Cụ Chín. Trong điện các bạn nhé. Phía trong này thì họ đã khóa rồi, trong điện thờ chính bên trong thì đã khóa rồi, không vào được các bạn này. Thì bên này cũng khóa rồi các bạn ơi, ngoài không vào được. Thank you.
Có lẽ bây giờ mình sẽ đi ra ngoài các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Phía dưới là có một con suối các bạn này. Một cây cầu đá mắc qua con suối. Sau đây thì mình sẽ di chuyển vào phía trong các bạn nhé. Phía trong này là nơi thờ Đức Thánh Trần các bạn nhé. Bên này cũng có một con suối. Đây là phía dưới suối các bạn này. Ok, sau đây thì mình sẽ đi vào phía trong, mình quay điện phía trong cho các bạn xem. Điện thờ Đức Thánh Trần. Rồi, có lẽ bây giờ mình sẽ di chuyển ra các bạn nhé. Bây giờ là buổi chiều muộn, thời tiết rất là mát mẻ. Phía bên kia có gì không nhỉ? Bên tôi phía bên kia cũng có một ban thờ các bạn ơi. Ở dưới cái giếng kia cũng có một cây đa. Khu khuôn viên trong này rất là đẹp các bạn ơi, rất là nhiều hoa này, cây cối thì mọc rất là mát.
À, sau đây thì mình sẽ đi ở phía trong này mình quay cho các bạn xem nhé. Để thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát. Rồi, sau đây thì mình sẽ vào phía trong này mình quay cho các bạn xem. Cô Chín Sông Sư. Điện Cô Chín này thì sau có một con suối và một cái giếng và một cái đa các bạn nhé, rất là đẹp, phong cảnh rất là đẹp. Và phía trước mặt mình đây là nơi hóa sớ các bạn này, rất là mùi vàng mã, đua hóa giấy vàng và đốt giấy tiền các bạn nhé. Một khuôn viên rất là mát mẻ. Bây giờ trời sắp tối rồi các bạn nhé. Có lẽ bây giờ mình sẽ đi về đó các bạn này. Giờ 15 rồi. Trời tí nữa sẽ tối. Ở ngoài này thì vẫn còn những du khách đến đây xin lọc thắp hương. Bây giờ thì mình sẽ đi di chuyển ra phía ngoài các bạn nhé. Tối rồi mà các du khách bây giờ đến vẫn rất là nhiều. Ngoài này thì họ bắt đầu đã lên đèn rồi.